Tuần qua, tại Cảng Quốc phòng quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiếp nhận tàu Hải đội Dân quân Thường trực đợt 1, giai đoạn 1, 2019-2022. Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng quân khu 7 đã đến dự và chứng kiến để bàn giao. Đợt này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận hai tàu đóng mới của nhà máy Z173 X46 Bộ Quốc phòng để đưa vào khai thác sử dụng cho hải đội dân quân thường trực sau khi tiếp nhận tàu hải đội dân quân thường trực ổn định tổ chức huấn luyện bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ để sử dụng tàu hiệu quả đảm bảo khai thác hải sản phát triển kinh tế đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình trên biển phòng chống tội phạm bảo vệ ngư dân bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc tham gia phòng thủ dân sự cứu hộ cứu nạn vận tải tiếp tế trên biển và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật